Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với giải bóng đá BNI Hà Nội 2 và MBN năm 2022. Cuộc đối đầu giữa BNI Venus và BNI Ocean, đây là trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A. Như vậy là ứng viên vô địch BNI Ocean sẽ có thêm một trận đấu nữa. Trận đấu được tính là trận đấu ở loạt trận thứ 3 của họ. Sau hai trận đấu đầu tiên thì BNI Ocean đều có được chiến thắng và đang dẫn đầu tại bảng A cho đến lúc này. Các cầu thủ Venus họ đã thi đấu một trận và mới chỉ có được một điểm. Giành chiến thắng trong trận đấu này đồng nghĩa với việc BNI Ocean sẽ tiến rất gần với tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Chống nhỉ? Anh không đồng ý đâu nhá, chống cái kia nhá, nguy hiểm lắm nhá. Đội hình ra sân của BNI Ocean trong trận đấu ngày hôm nay có những cái tên rất đáng chú ý như là ca sĩ Di Khoa, cùng với đó là huấn luyện viên đội trưởng Bùi Minh Quang, còn có đó cả Châu Ngọc Hải, Chu Thanh Hà, những cầu thủ đã quá quen mặt với BNI, và cả Tùng Trà nữa. Một đội hình rất mạnh vẫn đang được BNI Ocean duy trì. Rất nhanh thì chúng ta cũng sẽ đến với đội hình của BNI Venus. Đội hình của họ sẽ gồm 7 cái tên: số 1 Vũ Văn Nam, số 2 Tiến Thịnh, số 3 Duy Trung, số 7 Văn Chiến, số 18 Đình Khoa, số 34 Văn Nghĩa và số 86 Văn Huy. Đó là 7 cái tên góp mặt trong đội hình xuất phát của BNI Venus. Ngày hôm nay thì với áo màu xanh đậm, cầu vai đỏ sẽ là trang phục thi đấu của BNI Ocean. Tất cả đã sẵn sàng. Và trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía BNI Ocean sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Trọng tài đã thổi phạt Văn Nghĩa, người đang đá cao nhất bên phía các cầu thủ BNI Venus. Duy Khoa đang án ngữ ở hành lang cánh phải các cầu thủ bên phía BNI Ocean. Lại là Duy Khoa phối hợp với Tùng Trà. Đây là Minh Quang, hợp lý, đưa bóng vào. Vẫn là một sự nhịp nhàng thường thấy của BNI Ocean. Trọng tài đang xác định lại xem trái bóng có đủ điều kiện thi đấu hay không. Cú đá về phía cột 2 của Minh Quang. Tùng Trà. Vẫn là Minh Quang, huấn luyện viên Quang Lác vẫn cho thấy những nét hào hoa của mình trong cách xử lý rất đơn giản. Đường chuyền lỡ nhịp. Ngọc Hải. Ở những phút đầu tiên này thì Ngọc Hải đang đá thấp nhất. Duy Khoa. Chu Thanh Hà. Tùng Trà, Duy Khoa. BNI Venus đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng với BNI Ocean. Các cầu thủ áo màu sáng đang chơi thủ phản. Hey boy!
Và truy cảm tốt của Văn Chiến. Đường chuyền đã không thể đến với Thanh Hà. Phạt không nhanh không được. Văn Nghĩa đã không thể đón được bóng. Chu Thanh Hà. Long Hải. Thanh Hà di chuyển tốt. Ôi! 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 Thành Châu Hòa người đã giúp cho BNI Ocean vượt lên. Nhưng mấu chốt ở vấn đề vừa rồi là đường truyền từ tuyến dưới lên. Chu Thanh Hà đã di chuyển chạy chéo và có một tình huống đưa bóng về cột 2. Quá hay! 1-0 cho BNI Ocean. Đó là sức mạnh của một trong những ứng viên vô địch. Họ vẫn luôn chơi với một sự nhịp nhàng, cùng với đó là sự chính xác cao. Và điều quan trọng hơn cả là khiến cho đối phương phải chơi theo ý của mình. Mỗi khi BNI Ocean tăng tốc thì câu chuyện sẽ rất khác. Dàn hảo thủ của BNI Ocean đã giúp cho họ có được lợi thế ngay ở những phút đầu tiên. Minh Quang, trả ngược, không thể đi thêm. Đó là Thành Trung. Bây giờ mình ngồi luôn ở chỗ kia cho anh. Bây giờ mình ngồi luôn, mày bảo các chị không được đứng đây. Ông đùa đấy, mày cứ để đồ đây. Mày ra đấy mày ngồi, mày bảo đuổi bao giờ đứng vào phía trong rồi thôi. Minh Quang, Duy Khoa. Long Hải vẫn đang chơi ở phía dưới, hoán đổi vị trí liên tục. Vẫn còn kìa, vẫn cứ đứng kìa. Bao giờ hết thì thôi. Thành Trung. Thanh Hà không thả đáy, vẫn đang cố gắng khống chế. Khó thì chơi lại Minh Quang. Long Hải. Hợp lý. Đang đợi cánh lên Thanh Hà, đáy biển. Tung trả, trả ngược. Bàn thắng thứ hai.
Đây là một buổi đá tập. Đây là một buổi đá tập của các cầu thủ BNI Ocean cho đến lúc này. Hãy cùng nhớ lại những gương mặt đã góp mặt và tình huống vừa rồi. Ngọc Hải, Minh Quang, Thanh Hà, Tùng Trà. Bóng được trả về rất phù hợp để Chu Thanh Hà ghi thêm một bàn thắng. Xem chút nữa thì đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Cú đá của số 86 bên phía Venus. Văn Huy, người đã chuyền bóng bất cẩn đó là Đăng Khoa. Được chuyền nhanh của Duy Khoa. Minh Quang vẫn đang chơi chậm ở phía dưới. Đập nhả tự tin. Tùng Trà đã nhìn sang cánh phải. Không hiểu ý nhau. Không được. Rất đáng tiếc. Nỗ lực đến từ Văn Nghĩa. Duy Khoa đi ở cánh phải. Cảm giác thi đấu đang là vấn đề của Duy Khoa ở những phút đa khoa. Văn Nghĩa. Trọng tài đã thổi phạt Duy Khoa. Gọi lãnh đội ra. Đang bị dẫn 2-0 thì đây là cơ hội để Venus có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Quá lộ. Ý đồ là quá lộ. Văn Chiến là người sút bóng nhưng Ngọc Hải là người đã có tình huống truy cản. Đánh gót quá hay của Tùng Trà nhưng không thể phối hợp thành công với Quang Lắc. Qua người tốt Thành Trung, đáy biên Minh Quang không thể đi vào trong và truy cản tốt đến từ Văn Chiến. Nhưng không thể có bàn thắng cho Duy Khoa sau tình huống bắt bóng lung tung của thủ thành Văn Nam bên phía các cầu thủ BNI Venus. Quả đá phạt góc sẽ được thực hiện bởi Tùng Trà. Minh Quang. Tiếp tục là số 87. Bóng vẫn còn trong cuộc. Nỗ lực để cứu lại quyền kiểm soát bóng đến từ Duy Khoa.
sẽ là quả đá phạt góc. Minh Quang khống chế quá mềm. Không có lỗi, trận đấu được tiếp tục. Phạt không. Ngọc Hải là người đã can thiệp. Thanh Tùng. Chu Thanh Hà. Tiếp tục đẩy bóng lên. Duy Khoa chơi chậm ở phía dưới. Thanh Hà. Tùng Trà đập thẳng mặt. Duy Khoa đã không thể trả bóng cho Minh Quang. Cơ hội cho các cầu thủ bên phía BNI Venus. Đá đến từ Văn Chiến. Bóng đã chạm vào Văn Nghĩa trước khi đi hết đường biên ngang. Một cú đá từ tuyến 2 của Văn Chiến. Thanh Tùng. Thanh Hà. Lại là Thanh Tùng. Chu Thanh Hà. Thanh Trung. Không được. Đá theo bài. Bóng lại trở lại với các cầu thủ bên phía BNI Ocean. Ngọc Hải được chuyển lên không tốt. Tổ chính của các cầu thủ BNI Ocean đang đá. Còn ở bên ngoài thì tổ hưu đang thúc giục các đồng đội ăn thêm. Ai cũng muốn được chơi. Áp lực không chỉ đến từ đối phương mà còn đến từ cả đồng đội nữa. Minh Quang. Thanh Hà không thể quật lại được. Trọng tài không thổi phạt cầu thủ bên phía Venus. Không được, quá vội. Quyết định xử lý nhanh đến từ Tiến Thịnh khi mà Văn Nghĩa đã vừa bị trượt chân. Thanh Tùng. Thanh Hà. Rất hợp lý. Duy Khoa trả lại cho Tùng Trà.
Thành Trung. Duy Khoa. Tùng Trà đã bám vào đáy biên. Văn Nghĩa. Bóng vẫn còn trong cuộc. Hợp lý. Vẫn là phối hợp. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Chu Thanh Hà. Và xử lý không tốt của Văn Huy, nhưng vẫn là các cầu thủ bên phía Venus. Lưu được bóng rồi. Thanh Hà. Như vậy bên phía Venus, số 36 Hữu Quyết lãnh đội được tung vào sân. Anh vào sân để thay thế cho số 2 Tiến Thịnh. Bên phía BNI Ocean thì Trần Thọ, số 2 được tung vào sân để thay thế cho Duy Khoa. Hữu Quyết vẫn cố gắng lướt đi. Hữu Quyết đường truyền quá non. Hữu Quyết hiệp một đang dần trôi về những phút cuối rồi. Đường truyền của Tùng Trà, Trần Thọ đã rất cố gắng ập vào. Tiếp tục lướt đi. Sút bóng không vào. Văn Chiến đã không thể thắng được Duy Mạnh. Lỗi đá biên của cầu thủ bên phía BNI Venus. Chu Thanh Hà.
Thanh Tùng chuyền vào giữa nhưng mà Trần Thọ chưa chiếm được vị trí. Đáy biên, không thể trả ngược lại. Không được. Cú đá của Chu Thanh Hà. Trọng tài đã thổi phạt Thanh Tùng. Bóng được cầu vào trong. Bóng được trả lại. Minh Quang rất tự tin là có thể chuyền bóng nhưng cuối cùng lại chuyền lỗi. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. BNI Ocean đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Họ đã có được lợi thế ngay ở những phút đầu tiên. Và rất nhiều khó khăn đang chờ đón Venus ở phía trước nếu như họ muốn làm được một điều gì đó đặc biệt. Chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với hiệp 2.
Chúng ta sẽ trở lại với hiệp 2 cuộc đối đầu giữa BNI Awesome và BNI Jeff. BNI Venus, trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A của giải bóng đá BNI Hà Nội 2 và NBN năm 2022. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ bên phía BNI Awesome đang dẫn trước với những bàn thắng của Thanh Tùng và Thanh Hà. Bộ đôi Thanh Trung và Thanh Hà, bộ đôi 7 và 9 của BNI Awesome đã giúp cho đội bóng áo xanh sớm vượt lên ở những phút đầu tiên. Đội chính của BNI Ocean vẫn đang thi đấu tốt và có được sự vượt trội so với các cầu thủ Venus. Venus đang rất cố gắng. Thanh Tùng. Cú đá về cột 2. Bàn thắng thứ 2 dành cho Thanh Trung. Và vẫn là một kịch bản quen thuộc. Tùng Trà cứ chí trái bóng về phía cột 2. Và ở đó thì Thành Trung đón lòng. 3-0. 3-0 cho BNI Ocean. Trọng tài không thổi phạt Văn Huy. Cầu thủ bên phía BNI Venus. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Thanh Hà. Ngọc Hải. Thành Trung. Như vậy là Thành Trung đã rời sân nhường lại vị trí cho Ngọc Minh. Vũ Hoàng Anh số 12 được tung vào sân để thay thế cho số 87 Bùi Minh Quang. Thanh Hà. Thanh Tùng. Mất bóng rồi. Đưa bóng vào, dứt điểm. Đó thay vì là một cú dứt điểm thì lại trở thành một tình huống cản phá hộ. Thanh Tùng đỡ bóng rất êm. Đấy. Không thể có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Lỗi trong tình huống vừa rồi là của Thanh Hà. Nhưng Tiến Duy cũng đã không thể trừng phạt được các cầu thủ BNI Ocean. Cách biệt đang là 3-0. Tùng Trà. Chú Thanh Hà. Không thể có được tình huống đưa bóng vào trong thành công của Ngọc Minh. Thank you.
Thanh Tùng. Có vẻ như là các cầu thủ bên phía Ocean đang hơi trùng xuống. Trần Thọ. Ngọc Hải. Tùng Trà không thể chi trái bóng về phía cột 2. Và cướp bóng tốt của Trần Thọ. Dì Mạnh đã kịp thời băng lên. Chu Thanh Hà. Ngọc Hải. Trần Thọ. Tùng Trà không thể thả được đáy cho người đồng đội Chu Thanh Hà. Và phối hợp đá phạt góc tốt của các cầu thủ áo xanh. Ngọc Hải đã rời sân. Anh sẽ nhường lại vị trí cho số 13 Trần Sơn Lâm. Sơn Lâm nhịp chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân. Sơn Lâm phối hợp tốt, không phải thả đáy mà làm khó Trần Sơn Lâm. Hữu Quyết quá mạnh. Trần Sơn Lâm đã có thể tiếp tục thi đấu. Nhỏ tôi ơi, Thọ ơi. Thay người tài ơi. Như vậy là số 11 Nguyễn Xuân Đình sẽ được tung vào sân để thay thế cho số 36 Hữu Quyết. Bao giờ trọng tài bán báo vâng. Giờ xin báo phải đứng lên. Trận đấu đã được tiếp tục. Suýt chút nữa thì bị án phạt một cách vô duyên. Thanh Hà. Cú quăng chân rất nhanh của Thanh Hà. Duy Mạnh. Kể từ khi được tung vào sân thì Sơn Lâm liên tục bị các đồng đội làm khó. Vẫn là các cầu thủ bên phía Venus. Khá tốt. Giúp về, giúp về, giúp về.
cú đá khá tốt của cầu thủ bên phía BNI Venus. Khá hay. Sơn Lâm vẫn cố gắng trí về cột gần cho đồng đội. Chú Thành Hà đã rời sân, anh nhường lại vị trí cho Quốc Hưng. Trần Thọ, Sơn Lâm, Quốc Hưng gạt tốt. Quốc Hưng đã để mất bóng rồi. Sút xa không khó với Duy Mạnh. Cú sút đến từ Tiến Duy. Rất khỏe. Phản công rất khó hiểu với pha xử lý vừa rồi của Mạnh Hòa. Tùng Trà giờ đang đá như một người chia bài. Khá hay. Bóng vẫn còn trong cuộc. Văn Chiến, Tiến Duy, vẫn là cầu thủ bên phía Venus. Rất nỗ lực dứt điểm nhưng cú đá không làm khó được Duy Mạnh. Như vậy là số 2 Trương Trần Thọ sẽ chuẩn bị rút khỏi sân. Hoàng Anh đá bay cả giày. Trần Thọ sẽ nhường lại cho vị trí cho số 98 Quang Đức. Như vậy là số 8 Đoàn Trung Hiếu sẽ chuẩn bị xuất hiện. Trung Hiếu sẽ thay thế cho Tiến Duy, số 10. Thay cho Hoàng Văn Huy, số 86. Sơ Lâm xoay vào trong. Được chuyền. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ BNI Ocean. Sơ Lâm đã chuyền bóng quá tốt. Ngọc Minh đã dứt điểm nhanh. Nhưng may mắn đã nói không với Ngọc Minh. Tùng Trà đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng cho BNI Ocean. Và chuyền bóng của Quang Đức. Kể từ khi được tung vào sân thì Sơn Lâm liên tiếp bị đồng đội nhồi cho những quả bóng khó. Quang Đức. Tập trung vào đây.
Thanh Tùng mở trái, Quang Đức. Thầy ơi, thầy người thầy ơi. Cùng ơi. Anh ơi. Xuân Thắng được tung vào sân để thay thế cho Thanh Tùng. Nỗ lực đến từ Xuân Thắng. Xuân Thắng. Trận đấu còn khoảng 7 phút nữa là kết thúc. Vẫn là một cách biệt lớn đang được tạo ra. BI Ocean vẫn đang dẫn trước với tỷ số 3-0. Xin nhờ gần đồng đội mình nhá. Xuân Thắng. Không được. Ngọc Minh đã che chắn tốt nhưng trái bóng vẫn đi quá nhanh. Mất bóng rồi. Sơn Lâm. Ngọc Bình. Quang Đức. Khá hay, đáy biên. Vẫn ở đáy biên. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía BNI Ocean. Tuyến hai. Cú đá của Văn Chiến. Các cầu thủ bên phía BNI Venus sẽ phải thực hiện lại quả đá phạt của mình. Lần này là một cú đá thẳng. Sự thay đổi người tiếp theo đến từ các cầu thủ BNI Venus. Số 29, Cao Trung Nghĩa được tung vào sân. Chưa
Đức Mệt thay bối vậy. Số 18 Đình Khoa rời sân. Một nỗ lực dứt điểm đến từ Trung Hiếu. Không được. Anh ơi, anh đi ra chỗ khác giúp em cái. Anh ơi, đi ra chỗ khác giúp em cái. Ép sát luôn. Trận đấu chỉ còn lại khoảng 3 phút nữa. Cơ hội cho các cầu thủ Vinus. Vẫn là Quang Hùng. Tiến Duy sẽ rời sân. Thay người ơi, thay người nghe không? Mấy phút nữa anh ơi. Duy ơi. Duy. Vũ Tiến Đà được tung vào sân. Được chuyển về bất cần. Sơ lầm. Hai. Không được. Ngọc Minh đã không dứt điểm thành công. Ngọc Minh hôm nay không gặp may và cũng chưa có duyên ghi bàn. Sơ lầm. Hay lắm Đa ơi. Đây đã là khoảng 2 phút cuối rồi. Vẫn đang có một lợi thế lớn thuộc về các cầu thủ BNI Ocean. Khá tốt. Cả hai cầu thủ đã nhầm sân bóng đá thành sàn đấu vật nhau rồi. Không được. Đó là nỗ lực của Xuân Thắng. Mọi quả bóng đều về dồn hết cho Cung Minh. Đẩy cao lên nào ơi. Các cầu thủ Venus đã nhường lại quyền đá biên cho BNI Ocean. Thank you.
Bay là nguy hiểm anh ạ. Mày đến tàu mà. Hay. Khá tốt. Hay. Sơn Lâm đã che chắn kinh nghiệm. Có cú bút chì thành công đến từ cầu thủ của Biển Ai Ocean. Sơn Lâm lắc vào trong, ý tưởng trả lại thì quá lộ. Số 15 không đó là Đỗ Ngọc Nguyên, và cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này. Biển Ai Ocean đã duy trì được thành tích toàn thắng của mình sau 3 trận đấu, và họ vẫn đang là đội bóng dẫn đầu tại bảng A với 9 điểm. Venus chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đấu và họ sẽ còn một chặng đường dài phía trước với mục tiêu là tiến vào vòng đấu tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chúng tôi cũng xin phép được khép lại buổi tường thuật trực tiếp những diễn biến của giải bóng đá BNI và MBN Hà Nội năm 2022. Xin chào và hẹn gặp lại. Bất công chạy xa bố mẹ ai.